Lấy danh nghĩa thủ lĩnh F4, tôi tuyên bố với mọi người một chuyện. Từ nay trở đi Jun Ji-woo không còn là thành viên F4. Gì chứ? Junpyo à, Junpyo không thể chấp nhận người anh em tốt lại cướp người con gái của mình. Trong cơn tức giận, quyết định cắt đứt quan hệ với Ji-woo. Không chỉ như vậy, anh còn tuyên bố nội trong một tháng, Ji-woo và Yanji phải cút xéo khỏi trường Shinhwa. Các cô gái điên tiết, cô bị đuổi học thì chẳng sao hết. Nhưng cô đã hại tiền bối Ji-woo bị loại khỏi F4. Cô chịu trách nhiệm thế nào đây? Yanji bị chửi nhưng không thể phản bác. Lúc này Ji-woo bỗng nhiên xuất hiện, thay Yanji dạy dỗ đám con gái kia một trận. Yanji đơn thuần cho rằng quyền lực của Junpyo không thể lớn đến vậy, muốn đuổi học ai thì đuổi. Ji-woo nói thực ra ngôi trường này là của Junpyo. Vậy thì toang thật rồi, nhưng Yanji không muốn liên lụy đến Ji-woo. Yi-jung chủ động đến tìm Ji-woo. Anh thành thật, đôi khi anh cũng không thể chịu được cách hành xử của Junpyo, nhưng anh không thể dung thứ cho kẻ đã cướp phụ nữ của bạn thân. Như tôi đã nói, lần này sẽ không ai giúp cậu đâu. Bên cạnh đó, Ubin đang cố gắng khuyên nhủ Junpyo. Anh không muốn nhìn thấy anh em tốt của mình ngày ngày hận thù. Máu Junpyo vẫn đang dồn trên não. Anh không cho Ubin nhắc đến Ji-woo, nếu không sẽ gạch luôn cả tên cậu. Ngày hôm sau, Yanji muốn nói chuyện cùng Junpyo, nhưng anh chỉ liếc cô một cái rồi rời đi. Yanji thấy vậy vội đuổi theo. Junpyo đừng đi. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp lái xe dừng trước mặt Yanji. Mau lên xe, chỉ cần đuổi kịp cậu ta là được đúng không? Cô gái phóng xe như điên đuổi theo xe của Junpyo, sát nút, cuối cùng dừng lại chắn ngang xe Junpyo. Cô gái vừa xuống xe liền lộn vài vòng rồi dùng gậy đánh cậu. Ai dạy cậu đối xử với con gái như vậy? Này bà chị đâu biết đầu đuôi câu chuyện thế nào. Yanji há hốc mồm kinh ngạc. Cô gái vô cùng nhiệt tình mời Yanji về nhà. Junhi quyết định giúp Yanji giải quyết chuyện của Ji-woo, bởi vì đối với dân nhà giàu, việc kết bạn khó như việc lên rời vậy. Junpyo có mấy người bạn như F4 thực sự là một kỳ tích. Cô sẽ không để bất kỳ điều gì chia rẽ tình bạn này. Junpyo và Jun Ji-woo hãy quyết đấu đi. Người thua sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh. Con trai chủ tịch và thiếu gia nhà giàu cùng yêu một cô gái. Bọn họ quyết định thi đấu phân thắng bại. Vòng thi đầu tiên là đua ngựa. Từ nhỏ đến lớn, Junpyo chưa bao giờ thắng Ji-woo về khoản đua ngựa. Nhưng vì tôn nghiêm của một người đàn ông, Junpyo mặc kệ nguy hiểm, kiên quyết dứt khoát lựa chọn con đường dốc đứng. Tuy rằng anh thắng được vòng đầu tiên đúng như mong muốn, nhưng con ngựa mà anh yêu thích nhất mãi mãi không thể đứng dậy được nữa. Junpyo đau khổ vạn phần. Em trai, chị hy vọng em học được điều gì đó thông quan vòng thi đấu này. Vòng thứ hai là đua xe. Ji-woo không hề có cơ hội chiến thắng, bởi vì cả bố và mẹ anh đều qua đời vì tai nạn ô tô. Mỗi lần lái ô tô là ký ức ngày xưa lại ùa về. Nhưng nếu như Ji-woo thua vòng này, anh hoàn toàn bị Junpyo đánh bại và Yanji sẽ bị đuổi học. Anh không thể không liều một lần. Hôm thi đấu, Ji-woo cố ý tiến tới ôm chặt Yanji. Tuy rằng có hơi trẻ con nhưng đây là chiến lược của chúng ta, hãy phối hợp chút. Ji-woo hôn nhẹ lên trán Yanji. Junpyo nhìn cảnh này mà tức muốn hộc máu, khiến anh phạm phải sai lầm lớn khi lái xe qua khúc cua. Cuối cùng Ji-woo đã đến được vạch đích trước. Vòng thứ ba là thi đấu bơi lội. Vì Junpyo không biết bơi, Yi-jung chủ động nói mình sẽ thay Junpyo tham gia. Em cũng sẽ tham gia, đây là chuyện của em không muốn chỉ đứng nhìn không? Junhi liền đề nghị thi bơi tiếp sức. Yanji và Ji-woo một đội, Yi-jung và Ubin một đội. Nhưng Yanji là con gái, sức mạnh và tốc độ của cô không thể so sánh với con trai. Junpyo mềm lòng, quyết định cho Yanji cơ hội cuối cùng. Bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần một câu thôi, nói em thích tôi. Nhưng Yanji lại đẩy Junpyo ra. Vừa rồi em đã từ bỏ cơ hội cuối cùng, cho dù ngày mai em có khóc lóc cầu xin tôi cũng sẽ không mềm lòng. Kỳ thi vừa bắt đầu, Ji-woo đã vượt lên trước. Nhưng đến lượt Yanji, do sức lực trai gái không cân bằng, Yanji rất nhanh đã bị Yi-jung vượt qua. Hai người đang dẫn ngang nhau, nhìn thấy Yi-jung sắp đến điểm đích trước, bỗng nhiên đèn điện bị tắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là ai thắng? Là ai đã tắt đèn vậy? Cuối cùng Yanji chiến thắng. Cô không bị đuổi học nữa, Ji-woo cũng không bị gạch tên khỏi F4. Junpyo nói coi như lần này mình trả hết nợ. Lúc còn nhỏ anh không may vô tình làm hỏng con robot mà bố Ji-woo làm cho anh. Kể từ lúc đó, mình luôn cảm thấy nợ nần cậu ấy. Cùng lúc đó, Yanji cuối cùng cũng hiểu được trái tim mình muốn gì. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cô gái nhà nghèo và thiếu gia nhà giàu, nhưng cô lại luôn vô tình nhớ đến con trai chủ tịch Junpyo. Cô nhớ đến Junpyo từng đợi cô ở đây 4 tiếng đồng hồ, còn nhân cơ hội làm nũng với cô. Yanji nhớ về quá khứ, trái tim cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, mà không biết rằng lúc này Junpyo đang ngồi trong xe, thất vọng nhìn cô hẹn hò cùng Ji-woo. Anh uống cốc cà phê mà hai người từng uống cùng nhau, nhưng giờ đây vị cà phê bỗng đắng đến khác lạ. Lúc này Ji-woo hỏi Yanji có muốn uống gì không. Yanji liền lập tức từ chối. Cô muốn để cà phê trở thành hồi ức duy nhất giữa mình và Junpyo. Yanji và Ji-woo đến đài quan sát, nhưng trong đầu cô bây giờ lại chỉ có Junpyo, không có tâm trạng ngắm cảnh. Đúng lúc này, Yanji chú ý đến dòng chữ nhỏ trên ghế, buổi hẹn hò đầu tiên của Kim Yanji và Gu Junpyo. Yanji nhìn chằm chằm vào nó, đó là dòng chữ mà Junpyo đã lén lút viết nhân lúc cô ngủ say. Yanji đột nhiên thấy nhớ dáng vẻ đáng yêu mà ngốc nghếch của Junpyo. Hai người đi tản bộ, Ji-woo nhạy cảm nhận ra có người đang đi theo hai người. Ji-woo cố ý đưa Yanji về nhà mình. Junpyo nôn nóng sốt ruột đứng đợi Yanji ở bên ngoài. Ji-woo cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Yanji.
Anh nhận ra tình cảm mình dành cho cô, liền thử tiến tới hôn Yanji. Ngờ đâu Yanji không những né tránh, còn cố ý chuyển chủ đề. Cũng chính lúc này, Yanji cũng đã nhận ra tình cảm thực sự của mình. Junpyo chờ hoài đợi mãi không thấy Yanji, vừa lo vừa tức. Anh thất vọng lái xe đi về. Lúc này Yanji vừa hay đi ra. Hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau. Yanji về đến nhà, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Yijung, nói Junpyo bị tai nạn giao thông. Yanji vô cùng lo lắng, đến giày còn không đi đủ đôi vội chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy Junpyo nằm trên giường bệnh, Yanji hoàn toàn sụp đổ, cô gục xuống giường khóc lóc ỉ ôi. Cô hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, cô còn chưa kịp bày tỏ lòng mình. Thực sự muốn tỏ tình với tôi sao? Yanji lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa. Có vẻ như Yanji đã thực sự hoảng sợ, nhìn cô ấy chân dày chân dép kia. Junpyo chúc mừng nhé. Nghe nói lạnh dưới 10 độ đấy cậu không lạnh sao? Nếu tôi mà là Junpyo bây giờ có chết cũng can tâm, Gu Junpyo là đồ chó. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé.